Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu giảm sâu và sớm hơn một ngày so với thường lệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ đời sống người dân và doanh nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19 xảy ra. Giá xăng E5 RON92 đã giảm 2.290 đồng một lít và giá xăng RON95 giảm tới 2.315 đồng một lít. Sau khi điều hành giảm, Giá xăng E5 RON92 và RON95 có mức giá mới là 16.056 đồng một lít và 16.812 đồng một lít. Giá các loại dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut cũng lần lượt giảm từ 1.750.000 đồng một lít và 1.830 đồng một lít và 1.353 đồng một kg. Việc điều hành giảm giá sớm và sâu đối với mặt hàng xăng dầu là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội. Việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được tính toán ở mức hợp lý để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong kỳ tiếp theo trong bối cảnh có sự giảm giá ở tất cả các mặt hàng xăng dầu, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020 của Quốc hội và duy trì mức chênh lệch giữa xăng sinh học và xăng khoáng ở mức khuyến khích cho người tiêu dùng nhằm bảo vệ môi trường.